Đó. Ô lạ vậy. Ở đây riêu cô để nè còn nóng luôn nè. Đó. Đây là chín chưa cô? Chín nè. Thịt dai, Ruốc. Có luôn con ruốc. Đó là khi mà cô khui ra con nghe cái mùi thơm ấy. Thơm lắm. Ăn như vậy là bao nhiêu cô? Vậy là 30. À. Còn nếu mà không có giò là thì có thịt. Có thịt. Để thịt vô và mang ăn. Wow. Đây cái này là cua đây. Là riêu cô làm nha cả nhà. Nó lỏng vậy hả cô? Nó lỏng lắm. Cô để nãy giờ nó đặc nè. Nó coi đông rồi đấy ha. À, từ từ nó sẽ đông lại. À, một phần này á là có giá 30 nè. Đây chả nè. Chả lụa và chả chiên. Nó riêu ở đây nè. Hấp dẫn chưa? Này là giò tươi luôn. Giò nóng luôn á, cô bán giò nóng mỗi ngày. Trứng. Còn lớp trong đây là hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Phan Thế Hùng đây. Hiện tại là mình đang đứng ngay con đường có tên là Tân Hòa Đông. Thì theo như mình nhớ cái nhà là con đường này là mình chưa bao giờ quay clip luôn. Đó thì hôm nay tình cờ mình đi ngang qua một cái quán bán bún riêu. Và cũng lâu rồi kênh cũng chưa có clip bún riêu cả nhà ơi. Cho nên là mình sẽ để cả nhà thèm lại cái món bún riêu này. Đó thì bây giờ cho cô thì bây giờ mình sẽ qua bên đó để mình cho nhà xem cái món bún riêu này ở bên quán có cái gì nha. Đi. Ở đây là số 327 đường Tân Hòa Đông, khu phố 13, phường Bình Trị Đông. Ở đây là quận Bình Tân nha. Ôi cái bịch gì nè em, cái bịch gì nè em? Giống như bịch riêu ha. Mà sao cô lại để trong đây ha? Thôi đi vào trong đi để nắng. Và đây rồi mình hỏi cô luôn. Dạ con chào cô. Đây cô đang khuấy cái nồi nước lèo nè. Một cái nồi khổng lồ luôn á. Cô bán được bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán mười mấy năm rồi. Dạ. Năm 19 hồi đó hả? Đó, năm đó cô bán tô có 12.000 cái. À. Cô bán mười mấy năm rồi. Bán từ lúc mà còn giá còn rất là rẻ luôn. Đúng rồi. Ở đây là con thấy là có luôn canh bún rồi. Đó, canh bún riêu. Canh bún mà bún riêu, bún riêu mới chịu nha. Ở đây cái khung giờ cô bán là từ mấy giờ tới mấy giờ à? 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều luôn. Đó, mình phát hiện ra rồi. Đây nè cả nhà. Đây là những cái bịch riêu siêu đẹp của cô. Wow. Đó. Ô lạ vậy. Ở đây riêu cô để nè còn nóng luôn nè. Đó. Đây là chín chưa cô? Chín nè. Cô cho con xem thử xíu nha. Khui ra là cô cắt ra đúng không? Cắt ra vậy. À, mình sẽ cắt ra như vậy. Wow. Miếng riêu đây nhìn cũng lạ ghê. Nóng. Nhưng mà sao mình không để ra cái khay cô? Cô có để cái khay. À. Cái khay nhìn không có đẹp. Không có đẹp. Thì ăn hết bịch nào cái mình cắt bịch đó. Hả? Ở đây là cô lấy đồ mới không? Ồ, lô mới. Giò, cũng giò. Đúng rồi nè. Nóng rồi, chứ không có bán giò. Bán đồ mới cả nhà. Không có giò thì 25.000, có giò là 30.000, bán bình dân. Bán bình dân thôi ha. Hôm nào giờ có ai đến quay clip chưa cô? Có. À cũng có. Cô bán ở trên kia là có bên YouTuber lại quay rồi dán của muốn gì đó. À. Đó. Có lại quay hết nè. Dạ. Thì nói chung quán ngon là tụi con sẽ tìm đến. Đúng rồi, đó quay xong rồi lại quay xong để dán luôn, dán cái gì đó cái bảng á. À. Bán trên mạng á. Dạ. À có nói như là rap go check rồi đó. Go Việt á. À bán mang đi, ngày xưa là Go Việt. Rồi giờ nó đổi qua là Go Check á. Dạ. Rồi giờ Go Check cũng đi luôn rồi cô. Nghỉ rồi. Nghỉ rồi. À. Cô bán cũng được ngày cũng được 100 mấy, 200 cô. Ồ. Cô chia sẻ rất là thật tình luôn cả nhà ơi. Bán thời gian đó. Dạ. Đó cả nhà xem nè cái món ăn bên cô là mình thấy ô cái ốc nha, cái ốc đặc biệt nha. Có ốc nè.
Dạ tiền không, nhỏ xíu à. Ê, bây giờ cô sẽ cắt ra đúng không? Nó tìm cái mặt trắng. Cái trắng trắng nó có phải là cái trứng gà đúng không? Thịt xay. Trứng, vuốt. Thì trứng cua đồng. Mình trộn rồi vậy á. Nhưng mà cái màu nó đẹp quá cô ha. Cái này mình có phải là cái màu dầu dầu điều không ạ? Mình để miếng dầu điều vô. Dạ. Dưới có vuốt màu đỏ. Vuốt đỏ bởi vì nó mới đỏ vậy nè. Dạ. Rút, có luôn con rút. Đó là khi mà con khui ra con nghe cái mùi thơm ấy. Thơm lắm. Ôi, miếng to dữ vậy hả cô? Ở đây là bán bình dân. Đầy đủ gì nè, đầy đủ hết là 30 ngàn. Dạ, đầy đủ là 30 ngàn. Còn không giò là 25. Không giò là 25, không giò có ốc cũng 30. Có giò có ốc luôn là 30. Món bình dân. Ồ, anh mới bỏ lỡ một cái màn cắt đấy đúng không? Đúng rồi, cô cắt cái riêu cua. Em có quay rõ những cái đó không vậy? Chứ cái đó anh thấy cảnh nó hấp dẫn đó nha. Còn ô cái ốc này là cô, xào ra rồi đúng không ạ? Đúng rồi, cái này ốc mình phải xào sả ớt. Chứ xào không là nó tanh lắm. Đó. Mình phải xào sả ớt nó mới ngon. Dạ. Cái này cô có là nguồn ốc không? Con nhà dưới quê con có ốc bùng. Dưới quê con là ngoài ruộng, ngoài trong nhà của con luôn, nhưng mà có cái lượng ốc bu này ăn cũng đã. Ốc đồng luôn, ốc đồng cái màu cả cây ra đối với đúng rồi. Trời ơi, cuối tuần con về cái là con bắt lên mấy ký vậy đó. Mấy cái... chục ký là con đi giao rồi, đó là thả với cái ao thiên nhiên đó. Dạ, ốc đắng nè, ốc bu nè. Đúng rồi. Cái này là khi nào mà cô bán hết cái này là cô mới cắt cái đó đúng không? Bán hết cái này mới cắt, cái này cô cắt vậy nè, cắt lại luôn có một xíu. Bán hết rồi mới cắt ra. Dạ. Đó thôi giờ cũng nhìn hấp dẫn quá rồi. Nên chắc là mình sẽ nhờ cô làm một tô đi. Nhờ cô làm cho con một tô 30 nha. Kiểu như con cắt sẵn rồi cho nên là cô chỉ việc lấy vô thôi. Rồi thôi phanh giò vậy có 5.000 á cả nhà. Ý là mình ăn mà một tô bún riêu á 25 mình thêm phanh giò đó là nó có 5.000 thêm thôi cô ha. 30.000 còn không có thì mình để thịt vô là 25.000. Ăn như vậy là bao nhiêu cô? Vậy là 30. Mà nếu mà không có giò là thì có thịt. Có thịt, để thịt vô là 25.000. À. Ôi, con hấp dẫn chưa nè. Cô, ở đây ví dụ mà khách người ta muốn ăn thêm cái riêu này á, cô có bán gì thêm không? Có chứ. Dạ. 15.000. Vậy cô lấy cho con thêm 15.000 đi. Thêm 15.000 cái riêu này nè. Wow. Cái riêu này là nhà làm luôn hả cô? Đúng rồi, nhà cô làm. Đó. Sáng rồi cô làm xong rồi đó. Đây cái này là riêu cô làm nha cả nhà. Người thật việc thật luôn, nhà làm. Đó. Cô làm hả? Có mười mấy năm nhà cô làm, cô mua chợ. Nó lỏng vậy hả cô? Nó lỏng lắm. Cô để nãy giờ nó đặt nè, nó coi đông rồi đó ha. À, từ từ nó sẽ đông lại. Nó đông lại cái mình bỏ xuống ngăn mát. Bỏ xuống ngăn mát rồi cái sáng cái mình mới hút cho bọc. Còn có chừng. Cứ như vậy mười mấy năm rồi cho nên là quen rồi cả nhà. Đó bây giờ cô bỏ lại vô tủ nè. Ok. A few minutes later. Ok cả nhà ơi. Và đây là mình đã gọi ra một phần này á, là có giá 30 nè. Đó, sẽ có chả. Đây chả nè. Chả lụa và chả chiên. Thường cái này là ở đâu cũng sẽ có nè. Nhưng mà mình thấy là riêu ở mọi chỗ nó sẽ mỗi khác nha cả nhà. Đó, riêu ở đây nè. Hấp dẫn chưa? Ủa cái lá nó. Riêu nguyên bản vậy luôn. Và nếu mà ai muốn á thì mình có thể gọi thêm. Gọi thêm một cái chén như vậy nè. Đó. Chén như vậy chỉ có giá 15.000 thôi cả nhà ơi. Ăn đã luôn nha. Đó.
Tính ra vậy là mình thấy cũng rẻ, tại vì một miếng như vậy. Ở đây mấy miếng? 4 miếng. 4 miếng. Tính ra miếng mày chưa tới 5 ngàn á nha. Nhưng mà trong khi đó ngoài một viên riêu người ta bán cũng 5 ngàn rồi. Ở đây bán bình dân. Đó. Và bên cạnh đó là cảm ơn cô. Thì lưu ý nha cả nhà, cô này là cô tên gì vậy cô? À, cô Kiều bán bún riêu ở ngay khu vực này là trước đây cũng có rất là nhiều anh chị làm ở công ty gần đây á. Thì sau này khi mà họ chuyển đi chỗ khác á thì họ vẫn còn số của cô và họ gọi điện lên tới Hồ Kỳ Hòa luôn, là cô cũng giao lên tới đó luôn á cả nhà. Hồ Kỳ Hòa là ngay đường 3 tháng 2 á cô. Ồ xa dữ vậy. Ngay đường Lê Hồng Phong đâm vô đó, Hồ Kỳ Hòa là đó đó, xa ghê. Là cô cũng giao tới luôn một lần 10 phần mười mấy phần. Đó. Rồi tiếp tục nha, bánh giò nè. Này là giò tươi luôn. Giò nóng luôn á, cô bán giò nóng mỗi ngày. Giờ thì mời cả nhà thưởng thức món bún riêu cùng với mình nha. Mời cả nhà. Đây là mình phải đánh cái mắm tôm này lên. Mắm tôm, chanh, ớt, đường. Đánh lên. Anh mà em thấy ở Việt Nam mình á, nó giống như là một cái thiên đường của các loại mắm. Các loại nước chấm hả? Các loại mắm. Nước chấm rồi các loại mắm nữa. Nước mắm nè, mắm tôm nè, rồi mắm ruốc nè. Mắm thợ nêm, mắm thấm, mắm đúng rồi. Ở dưới quê mình á, miền Tây á, ăn bún riêu là mắm ruốc. À, dạ. Có một số nơi con ăn là hiếm thôi, là bán mắm ruốc. Mắm ruốc. Đa số là mắm tôm. Dạ. Đó, mắm ruốc ha. Rồi ok, ăn thử trước đây. Cái này vô mình đã thấy đặc biệt rồi, mình ăn thử nó coi sao nha. Wow. Cắn một cái là cái mùi thơm. Bên trong á có những cái con ruốc nhỏ nhỏ. Cắn nó rộp 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 luôn á. Rồi trong đây là còn có thịt nữa. Có mấy cái miếng như là miếng da hay miếng da nó giòn giòn đó nha. Ăn rất là thơm luôn. Nó vào vô. Ngọt quá. Vị ngọt. Miền Tây. Wow. Mình cho ăn thêm rau nha. Bún riêu thì không thể thiếu rau chuối và rau muống. Đây, trộn lên. Cái mắm tôm này đợi đó đi, mình chưa đụng đến đâu. Mình chưa thèm nói đến. Mình chưa thèm nói đến đâu nha. Rồi, vô. Đậm đà. Tuyệt vời. Nhưng mà mặn thiệt. Em bán ăn quá thì mặn rồi đó. Cà chua nó nóng. Vâng. Cái vị ở đây cô đổ theo vị miền Tây nên nó ngọt thế nha. Thì mình cho thêm một miếng mắm tôm vào. Rồi giờ mình trộn lên nha. Cái này cẩn thận nha, dính vào người là thơm cả ngày. Cái này mà họ thử thách mấy anh nước ngoài mà ăn được món này. Đúng rồi, người nước ngoài á. Giống như là người ta chưa có ngửi thấy nè, chưa có ăn nếm bao giờ. Nên khi mà lần đầu người ta ăn, người ta sẽ cảm giác giống như là nhạc của Sơn Tùng á. Nghe một lần sẽ chưa có ghiền, nhưng mà nghe lần 2, lần 3 thì cả nhà sẽ thấy nó như một cái giai điệu nó thấm. Rồi vô nha. Nào đậu hũ này ở đây coi. Đây đậu hũ này. Có thêm đậu hũ mềm mà thấm nước mèo. Cũng đều mà cho thêm cái mắm tôm này vào nó đậm đà. Nếu mà không muốn bị người yêu xa lánh thì nên dắt người yêu đi ăn luôn.
thì người yêu cũng sẽ có mùi này nên sẽ không xa lánh được mình. Em cũng vậy mà, em xa lánh gì ai. Em thì em có đang uống rượu đó. Uống rượu em cũng không ăn cái con. Đúng rồi, em ở miền Tây cho nên là em ít ăn cái mấy món này, nhưng mà anh thì hay ăn. Thường thì cái mắm nước á, em thấy là có hai loại đúng không? Mắm này là mắm nước đúng rồi. Mắm tôm. Mắm tôm, mắm tôm, mắm tôm nó có hai loại. Không, hồi nãy em nói nhầm là mắm ruốc em ăn. Mắm ruốc là phải mắm ruốc thì thường là xào lên đúng không? À, đúng rồi. Đúng rồi, xào lên. Đúng đúng. Mắm tôm nó sẽ có hai loại. Và một cái loại là mắm tôm mình sẽ để sống cái gì mình ăn. Còn cái loại thứ hai là mình sẽ xào lên một ít. Xào lên kiểu như là một chế pha chế á. Đúng, đúng. Cái mắm ruốc của em nói là thịt. Đúng rồi. Đó, bà ở ngoài người miền miền Huế miền Trung á là còn có thêm cái mắm ruốc nữa, nhưng mà nó sẽ loãng giống vậy nè, mà cái màu nó là màu nâu chứ không phải màu tím, cái này là màu tím hoàng hôn. Mình là người Việt Nam nhưng mà mình cũng chưa có biết hết những cái loại mắm trong nước. Ừ, sao mà biết được, nhiều lắm. Mắm á, nói và châu đốc á là mắm rồi, và nói là đặc trưng luôn á. Mình không dám nói là mình không biết là nhiều nhất hay chưa, nhưng mà đối với mình là ở Châu Đốc, mắm ở An Giang á là xứ sở luôn á. Đúng rồi, bắt đầu mình về An Giang á mình thấy là người ta chưng mắm, người ta chưng cao 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 lên vậy nè, nhiều lắm á. Đó, đúng rồi. Hình như trong đây có trứng nè đúng không cô? Đó, thấy không, mình ăn mình thấy cái độ xốp xốp á đó. Đó là dạ ruốc rồi đó, mấy cái loại đó cả nhà. Mắm tôm ngoài ăn nó xốp xốp, nói chung là tuy như vậy thôi nhưng mà cái mùi rất là thơm. Rã ra đúng không? Dạ. Lâu lâu cũng bị tổ chát. Lâu lâu là làm món ăn bị fail. Đó. Nếu mà biết làm là nó sẽ đông cứng lại như vậy ha cả nhà. Hay. Tiếp. Cả chưa luôn rồi. Nếu đây mình ăn cái tô 30 rồi mình thêm thịt nữa là bao nhiêu cô? À, với bạn nãy mình gọi tô đó. Tại vì mình nghĩ tô 30 là có thịt rồi. Nhưng mà cũng đúng. Ví dụ từ 25 mà lên 30 mà được khoanh giò như vậy luôn. Khoanh giò như vậy đâu phải rẻ đâu cả nhà. Cho nên là cô bán là đó. Đặc biệt là giò heo nóng. Rồi mình ăn nó luôn nha. Ai mà muốn ăn tô có giò này có thịt luôn á là 35. Xin phép nha, mình cái này mình gấp không có được. Cầm chấm luôn. Đây đây đây. Wow. Rồi mời cả nhà nha. Giò gân. Cái này cô làm là nó còn giòn, còn cái độ giòn. Cái này chắc cũng mềm hơn xíu. Có cái lớp này nè. Cái lớp này nè cả nhà. Trứng. Còn lớp trong đây là ba trứng với lại ruốc với lại cua đồng và thịt. Mà anh ăn nghe cái mùi ruốc nó nhiều đúng không? Đúng, mùi ruốc là nhiều nhất. Mùi cua đồng thanh thoảng thôi. A few minutes later. Ở cả nhà thì hôm nay mình đến quán bún riêu của cô Kiều. Thì cô Kiều là bán rất là lâu rồi cả nhà. Bán từ khi mà một tô chỉ có 12.000 thôi. Đó, rồi những anh chị mà làm gần đây cũng vậy, cũng ăn của cô xong rồi bây giờ đi chỗ khác làm nhưng mà vẫn nhớ cái hương vị đó, cho nên là cũng nhờ cô đặt mười mấy phần để giao đi. Nếu mà cả nhà có muốn đặt đem đi thì mình 0961
793 487 thì mình có thể đặt cô Kiều, ví dụ mà ai ở gần đây nè, giao 2-3 tô, 1-2 tô. Còn nếu mà đi xa hơn thì số lượng nhiều hơn một xíu. Nếu mà cả nhà thấy cô đi đường xa thì mình có thể gửi cho cô thêm tiền ship ha. Đó, để cô có tiền uống nước, đi đường uống nước, dạng vậy. Đó, còn món ăn ở bên cô mình thấy đặc biệt ở đây là có cái riêu. Cái riêu đó là cô không có nấu theo cách khác. Cách của những cô chú khác mình thấy là sẽ chưng ở trong một cái dĩa. Nó gọi là chưng cái riêu ở trong một cái dĩa. Rồi nhưng mà ở đây là cô, thứ nhất là màu rất là đẹp, màu riêu đẹp. Thứ hai là cô nấu trong cái bịch. Mà để mà làm ra như vậy là phải cũng phải gọi là nhiều lần mới thành công. Và cho tới bây giờ thỉnh thoảng là cũng có những lần nhiều khi cô buồn ngủ hay gì là công thức không đúng là cũng không thành công được ở nhà, cho nên là làm ra cái bịch riêu như vậy thấy rất là hay. Cô nếu mà ai cũng mua nguyên bịch riêu vậy cô bán không? Dạ, ví dụ bịch vậy là bao nhiêu? Tính theo ký. À, đó thì mình cứ cân lên ký bao nhiêu cô? À, ký 100.000 thôi cả nhà. Mình có thể mua về ăn, còn nếu mua về bán cũng được hết chứ. Ai bán riêu mua cái riêu của cô về bán cũng được đó. Đó thì nói chung là giá cô bán rất là bình dân ha, ở đường Tân Hòa Đông. Thì địa chỉ thì mình sẽ để ở đây. Đó, nếu như mà cả nhà có dịp đi ngang thì mình có thể ghé để mình trải nghiệm một con bún riêu nha. À, còn bây giờ thì nếu có nhà clip hay đừng quên cho mình một like, một share cũng như là một lượt đăng ký để clip được tương tác nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha, bye bye.